Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Video hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ hướng dẫn và gửi tới quý vị và các bạn một cái ứng dụng có thể chỉnh sửa ảnh cực kỳ là đẹp trên điện thoại di động. Nếu như bạn nào thường xuyên chỉnh sửa ảnh ghép ảnh trên điện thoại thì đây chính là cái ứng dụng dành cho các bạn. Ứng dụng có tên là chỉnh sửa ảnh. Các bạn có thể vào cửa hàng CH Play. Ta tìm với từ khóa chỉnh sửa ảnh và ta sẽ tìm tới cái ứng dụng này. Đó, chỉnh sửa ảnh đây. Các bạn tải ứng dụng này về. Và lưu ý với các bạn, khi chúng ta tải trên cửa hàng này nó sẽ bắt tính phí hoặc là có logo hoặc là bắt chúng ta xem quảng cáo nha. Nó còn bạn nào muốn cái phiên bản không có logo, không mất phí, không phải xem quảng cáo thì các bạn chỉ việc nhấn vào link ở phần bình luận để tải phiên bản này về. Và các bạn hãy cho một like, một đăng ký để ủng hộ cho kênh rồi bây giờ ta sẽ nhấn vào cái ứng dụng này mình đã tải sẵn rồi nhá ta sẽ nhấn vào này đó mình đã cài rồi bây giờ mình mở lên đây chính là cái giao diện của ứng dụng nó có rất nhiều những cái tính năng thứ nhất là ta có thể ghép các bức ảnh lại với nhau thứ hai là nó có những cái mẫu chúng ta chỉ việc ghép ảnh của chúng ta là xong thứ ba là ta có thể làm đẹp ví dụ như ta chỉnh sửa khuôn mặt của chúng ta mắt mũi miệng à hình dáng của khuôn mặt và ta có thể chụp ảnh đó tiếp theo nữa là ta có thể làm các cái hiệu ứng AI này ví dụ như là ghép thêm nền nữa này hoặc là tăng cường cái độ nét này nó làm nét ảnh này hoặc là hoạt hình AI nó rất là hay à, ví dụ như bây giờ mình sẽ ghép cái bức ảnh của mình lên một số cái mẫu thì ta chỉ việc nhấn vào đây đó đây nó còn một vài cái À, tính năng khá là hay thì bây giờ mình sẽ vào những cái tính năng hay nhất Ví dụ như ta nhấn vào mẫu Thì trên đây nó sẽ có rất nhiều những cái mẫu để chúng ta có thể ghép ảnh của chúng ta vào Đó, Ta có thể vuốt lên nhìn thấy rất nhiều những cái mẫu hay Mẫu đẹp Đó, Ví dụ như ta thích cái mẫu nào ta chỉ việc nhấn vào là xong Ví dụ như cái mẫu này đẹp này Ta thích ghép ta chỉ việc nhấn vào Và tiếp theo Ta chọn ảnh của chúng ta Đó nó nó sẽ dẫn tới những cái bức ảnh của chúng ta ngay lập tức ví dụ như bây giờ mình ghép ảnh ảnh này chẳng hạn ta chỉ việc nhấn vào đó thì bức ảnh chúng ta sẽ được ghép lên đây luôn rất là hay và khi chúng ta đã chọn như vậy rồi ta có thể à, lọc này điều chỉnh màu sắc này viết chữ này nhãn giá này nó còn rất nhiều những cái để chúng ta à, ghép lên nữa rồi và các cái mẫu khác cũng vậy đó và tiếp theo nữa này ở đây nó có những cái chủ đề cho chúng ta lựa chọn này ví dụ như lịch này là ta có thể ghép ảnh của chúng ta lên những cái tờ lịch này nó rất là hay hoặc là phim này đó ta kéo xuống còn rất nhiều sinh nhật này thời trang này đó đây tất cả những cái dòng này là chủ đề để chúng ta lựa chọn giáng sinh năm mới mùa đông lễ phục sinh à, lễ tạ ơn mùa thu này rất là nhiều cuộc sống trường học này đó, đó thấy cái mẫu nào đẹp ta cũng chỉ việc nhấn vào và ta ghép là xong ví dụ như đây ta nhấn vào nó và à, ta có thể điều chỉnh nha ví dụ nó lệch như này ta có thể lấy tay ta điều chỉnh đâu cũng được đó ta có thể điều chỉnh là giữa này ta ghép nếu như nó bị lệch ok và khi chúng ta chỉnh xong ở đây nó có nốt lưu này ta nhấn vào lưu à, khi nó lưu được một trăm bạn có hài lòng với kết quả nó à, ta có thể đánh giá như thế nào thì đánh giá đó như vậy là ta đã lưu xong Lối ra là chúng ta thoát Đấy là cái phần mẫu Còn ở đây nó có cái phần làm đẹp này Ví dụ như chúng ta thích chỉnh sửa ảnh khuôn mặt của chúng ta Ta nhấn vào phần làm đẹp này Đó, nhấn vào đây Tiếp theo là ta chọn tới bức ảnh của chúng ta Ví dụ như bây giờ mình chọn bức ảnh này đi Ta nhấn vào Thì ở đây nó sẽ có những cái công cụ để chúng ta chỉnh sửa khuôn mặt ví dụ như đây là khuôn mặt này ta nhấn vào ta có thể điều chỉnh cái thanh này đó thì các bạn sẽ nhìn thấy này khuôn mặt nó sẽ được uh, nó làm đẹp lại đó ví dụ như khuôn mặt phình ra top lại như này đó hoặc chiều rộng đây đó thì chúng ta cứ điều chỉnh ở cái thanh này nhá đó cầm cầm này cầm dài ra này đó chán này đó, tiếp theo mắt kích thước mắt này nó ta thích mắt to này nó thích tí hí mắt lươn này đó rất là hay chiều rộng của mắt này hoặc là môi này mũi này lông mày này ta đều có thể chỉnh sửa được nha đấy là cái phần à, à, chỉnh sửa trang điểm này đây chỉnh sửa đây cũng có cái phần chỉnh sửa này đó, nó làm mịn da này độ nét này đó nó sẽ rất là nét luôn sắc nét hoặc là trang điểm khuyết điểm ví dụ như ta thích uh, xóa những cái nốt ruồi ta nhấn vào đây nếp nhăn đó hoặc là cái hình hài ta thích kéo dài hình hình người chúng ta người ta kéo ta nhấn vào đây ví dụ như bây giờ mình chọn một bức ảnh muốn kéo dài chân ra ta chọn cái tính năng này nhá muộn lọc kiểu viền cắt này ta có thể cắt này hiệu ứng này nó rất nhiều và ta có thể viết chữ lên luôn Không chữ này nó rất nhiều những cái tính năng hay ở cái ứng dụng này mẹo vặt này ví dụ như vậy Ở đây ta có thể chọn phông chữ này chọn phông chữ đây nó rất nhiều cái phông chữ luôn ở à, thích màu sắc này ở đây có màu sắc ta lựa chọn này. Chuyển màu này. Đấy, màu sắc ví dụ màu đỏ, đường viền này. Đường viền là kia viền xung quanh của chữ này, màu trắng, màu đen hoặc là màu gì chúng ta lựa chọn ở đây. Rồi. Tiếp theo văn bản nên nhăn thêm ảnh ta có thể ghép thêm một cái bức ảnh khác lên đây cũng được nhé ví dụ như là ta chọn cái này đi, đó ví dụ như này, Đây là cái phần thêm ảnh thì các bạn có thể tùy chỉnh nhá. Đây này ví dụ như là thân hình này, thân hình chúng ta có thể làm gọn thân hình lại, này có cả phụ kiện này, khuôn mặt này, độ loa này, nó rất là hay. À, tiếp theo, một cái tính năng nữa đó là ta có thể ghép ảnh ghép ghi nền khi chúng ta có những cái bức ảnh. Đây ví dụ như ta chọn cái này nền đây ta nhấn vào cái phần nền nhé. Và tiếp theo ta kéo xuống xem cái bức ảnh nào chúng ta muốn ghép thì nó sẽ hiện hết ở đây nhá. Ta vuốt xuống ví dụ như bây giờ mình chọn cái bức ảnh này đi. Đó, ngay lập tức nó sẽ tách nền ra Đó, rất là hay. Và nếu như chúng ta thích ghép lên cái mẫu nào thì ta chọn ở đây ví dụ đây chọn mẫu này, ta nhấn vào, đó, nó ghép lên những cái cảnh này rất là đẹp luôn. hoặc là đây, hình trái tim này, đó các bạn nhìn xem nó cực kỳ là đẹp và nó ghép rất là chuẩn luôn. rồi, à, bước đây, đó tất cả những cái mẫu này chúng ta có thể ghép. khi chúng ta chọn xong, chúng ta nhấn vào phần lưu là được. Đó, ví dụ như bây giờ mình chọn cái mẫu này, sau đó ta nhấn vào đây, ta lưu, đây, ta nhấn lưu, đó ngay lập tức nó đã lưu và không phải xem quảng cáo hay là mất phí nha. À, tiếp theo là ta lại có thể điều chỉnh viết chữ, cắt hình hoặc là ghép, viết chữ này hoặc là thêm ảnh lên đây cũng được luôn. Bo gọn thân hình này, ví dụ như này, ngực mông eo khuôn mặt chiều cao, à, ví dụ chiều cao ta thích nha, đoạn nào cao, ta kéo xuống ví dụ như này, cái đoạn là đoạn người này dài đi, ta nhấn là tùy chỉnh, đây, ta kéo đi, Đoạn dài cao lên, đó, và thấp xuống, cao lên, đó. khi ta chỉnh xong ta nhấn dấu tích về, có cái hình thân người chúng ta lại cao lên, đó, nó còn rất nhiều những cái tùy chỉnh nhá, thì các bạn có thể tải về và các bạn À, à khám phá thêm đây có hình xăm này chúng ta có thể ghép hình xăm này có rất nhiều hình và cái này ta phải tải xuống và miễn phí luôn đây ta nhấn vào đây ta tải xuống đó các cái hình này ví dụ như là ta thích cái hình mỏ neo này ta nhấn vào ta dán vào đâu đó đó khuôn mặt phụ kiện nó rất nhiều nha thì các bạn có thể à, à, tìm hiểu thêm đây thì mình chỉ giới thiệu qua những cái tính năng hay thôi và đây nó có cái phần tăng cường này là ta có thể làm nét những cái bức ảnh của chúng ta đây ta nhấn vào tăng cường tiếp theo là nó sẽ dẫn tới những bức ảnh luôn ví dụ như bây giờ mình có cái bức ảnh này ta nhấn vào ta thích làm nét thì ở đây nó có cái phần tăng cường này à đang xử lý tăng cường, tăng cường bằng AI. đó thì đây, khuôn mặt đây, ta kéo xa, thì nó sẽ làm nét và làm mịn da lại. đó các bạn nhìn thấy nó sẽ rất là nét luôn. ok đây phóng to này, nó làm da hồng hồng hào lên. khi ta làm xong, ta nhấn vào dấu tích v. Đây là cái phần làm nét. Ở đây có cái phần hoạt hình nữa. Này. Oh, rất là hay. Thì các bạn chỉ việc uh, tải cái ứng dụng này về. Và chúng ta khám phá thêm nhé. Những cái tính năng hay. Uh, có thể là các bạn rất là cần trên cái ứng dụng này. Oh, và video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.